Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đi window shopping với mình nha. Mình sẽ đi dạo ở trong Katashimaya hay còn gọi là Sài Gòn Center ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn. Thì ở trên này mình mới khám phá được là nó có cái tầng trên cùng. Người ta lên đó người ta hóng mát, dạo chơi uống cà phê ở trên đó rất là thú vị. Bây giờ mình mời các bạn đi với mình ha. Trên này thích quá ha. Các bạn thấy cảnh về đêm ở trên cao nhìn xuống Sài Gòn như vậy đẹp không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ đi xuống tầng dưới và đi shopping nha. Thank you.
nhìn rất là tinh xảo, sang trọng. Hàng ở đây, những cái hàng bán ở đây cũng mắc lắm các bạn, hàng hiệu rất là đắt. Bây giờ thì nó cũng có nhiều mặt hàng hơn để cho mọi người lựa chọn rồi. Lúc trước thì toàn là những mặt hàng mắc tiền quá đó, mình vô mình chỉ xem thôi chứ không mua được. Bây giờ thì nó có thêm những cái thương hiệu, ví dụ như Uniqlo nè, thì những cái mặt hàng này người ta cũng dễ mua lắm, nó có khoảng 500 ngàn đến 800 ngàn, tùy theo bạn mua cái sản phẩm gì ha. Giá đó thì bình thường mình cũng mua được, người bình thường cũng mua được. Còn mọi khi mình vô đây, trời ơi, mình ngắm nó đẹp lắm nhưng mà không mua nổi vì nó đắt quá, hoặc là nó đắt quá mình mua mình cũng tiếc tiền, mình cũng không có mua các bạn. Mình đi xem mà chủ yếu trong đây bạn thấy không, gạch, cái gạch của nó rồi đấy, nhìn nó sang trọng luôn. Vào đây thôi mình chỉ cần mình đi dạo thôi là mình thấy cũng vui rồi, không cần mua đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống cái tầng ăn uống, dạo một vòng coi có cái gì mình ăn không các bạn ha. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt, bye bye. Nhớ đăng ký, nhấn subscribe cho mình nha.